7 điều quan trọng khi bạn quyết định ra mở quán nước và quán ăn. 1. Địa điểm. Chắc địa điểm một cái, việc kinh doanh của bạn xem như xong phi. 2. Tìm quán có hai mặt tiền, doanh thu sẽ tốt hơn từ 40 đến 50% so với quán ở trong khu vực mà chỉ có một mặt tiền. 3. Đường hai chiều thì doanh thu tốt hơn đường một chiều. Mà đặc biệt mà đường một chiều mà quán của bạn nằm ở bên chiều ngược một cái là khách rất ít, dễ bị tèo lắm. 4. Đường nào mà có xe có tốc độ chạy chậm thì doanh thu của bạn tốt hơn ở những con đường mà tốc độ xe chạy nhanh quá. Doanh thu sẽ rất là giảm. 5. Doanh thu chính của quán bạn, nhớ rằng đó là khách thường xuyên ở trong cái khu vực mà bạn kinh doanh đó, đó là lượng khách hàng chính. 6. Diện tích càng lớn thì càng quá đẹp rồi. Tuy nhiên, diện tích nhỏ nhất á, theo đo đếm á, là 30m² thì bắt đầu doanh thu mới tốt được, còn nhỏ quá thì rất là không tốt. 7. Số lượng chỗ giữ xe máy sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của bạn, đặc biệt mà bạn có thêm cái chỗ để xe con nữa thì doanh thu lại tăng lên. Cực kỳ lưu ý cái điểm giữ xe này. Ok.